Kính thưa quý vị, cái nhà yến này thì hôm nay tôi đã hoàn thành xong căn nhà yến này rồi. Toàn bộ hệ thống các hạng mục về kỹ thuật chúng tôi đã hoàn chỉnh xong. Và đến giờ chiều này tôi quay cho quý vị coi thôi. Tôi cũng không có bình luận gì thêm. Để quý vị thấy cái cảm giác con chim nó bay tự nhiên và nó có những tiếng chim thật quý vị nghe. Toàn bộ hệ thống cái lóc nó phóng tôi đã điều chỉnh gần như không có rồi. Các hệ thống chim vào cái lỗ cửa này tôi đã bịt một nửa này quý vị này. Đấy. Và hôm nay tôi chỉ là nhà này bốn cửa lỗ của kỹ thuật trước để lại thì tôi đã bịt hai cái rồi. Để cho điều tiết lại toàn hệ thống khí sáng nhiệt âm và ẩm. Nay nó đã rất ok. Đây quý vị, này cảm giác con chim nó về nó rất là thanh bình, nó không có cái gì cả. Tự nó phải điều chỉnh cái bầy đàn của nó và tự điều chỉnh cái lỗ nào nó thích nhất. Và ngày hôm qua tôi đã quan sát những cái lỗ nào nó thích nhất thì tôi đã để cho nó rồi. Cái lỗ nào mà nó thích nhất nó vào thì tôi đã để cho nó rồi. Không bị nào mà bị khí gió đánh tạt thẳng thì tôi có hai ngày tôi làm tôi cũng quan sát kỹ rồi. Nhà yến này tôi ra về thì chắc chắn tôi rất là yên tâm. Cũng thủ thỉ to nhỏ với ông chủ nhà rồi, ông sẽ tuân thủ tất cả cái gì tôi hướng dẫn. Tôi sẽ cố cài quay cho một thời gian nho nhỏ để quý vị thưởng thức thôi. Đây video này là video giải trí, không có một tí gì cả. Quý vị nào thích thì quý vị cứ xem. Quý vị hãy lắng nghe nho nhỏ thôi, quý vị thấy hẳn con chim nó kêu đấy. Và lâu lâu một chút xíu thì có tiếng ở trong nhà nó vang ra nhé quý vị nhé, chứ không phải hoàn toàn không có đâu. Lâu lâu thì có tiếng cái hồi mà nó cái cường độ và trường độ nó cao ấy, thì nó sẽ có những cái tiếng trong nhà nó phát ra qua cái lỗ thần thánh của tôi được cái nắp trong nhà đấy. Và đa phần thì buổi chiều như này thì toàn bộ là cái âm thanh là toàn bộ con chim thật nó đến thôi. Và khi con chim thật nó đến vào cái hơi phân ở trong nhà được bay qua cái lỗ khí trời đấy thì những anh chim lạ lạ đấy và đi qua đấy thì cũng góp vui vào một tí. Thế chừng nào mà anh ấy thấy là quá giờ rồi thì anh lại theo những con chim cũ vào nhà thôi. Nhưng mà để mà làm được cái vấn đề đó thì chúng tôi cũng phải trả giá rất là nhiều năm rồi quý vị nhé. Ngày này thì nó có một lỗ sau và một lỗ hông quý vị ạ. Có một cái lỗ chim ở mé sau và một lỗ chim mé hông, nên là cái lỗ sau thì là lỗ chính của chim nó vào, lỗ hông này là nó cũng vào nhưng mà nó không được ngon như là lỗ sau nhà đâu quý vị nhé. Thì đi sang lé mé bên này một chút xíu thì là những đường đi đường bay của chim. Đây là đường bay của chim này. Đấy, đường bay của chim thì nó những con chim nạ là như này này, nó bay và cuối cùng nó cũng nhập băng vào đây. Đấy, đa phần những con chim nạ ở mấy trước mặt tôi quay cho quý vị đấy là những con chim nạ đấy, nó đi cái đường bay của nó. Và cái đường bay của nó thì khi nó thấy cái bầy đàn này to tí thì nó ghé nó chơi, nó chơi âm. Và đến khi mà nó hết cái thời gian nó trời nó tối quá rồi thì nó cũng là nhập băng nó vào nó ở thôi. Nhà quý vị sẽ nhìn thấy nó tạo nên một cái vòng tròn nhé quý vị nhé. Tí nữa khi chim về đông đông một tí là tạo nên một cái hình tròn này, nó lần cái lỗ nó vào, cái lỗ nào tôi để âm ấy thì nó sẽ vô lỗ đó nhé. Ngày hôm nay tôi đã mở bốn cái âm ly tôi của nhà ông chủ này ra tôi thịt rồi, tôi tắm rửa cho nó rồi và tôi cũng quay một cái video nhỏ để quý vị có thể
vào kênh YouTube của tôi, quý vị xem cái hình thù cái âm ly mà sau mấy năm mà nó đẻ cấu kỉnh vào đó, mà tôi đã phải xử lý nó đấy. Và có một cái âm ly nó bị rớt cả cái tụ ra rồi nó rớt một cái tụ ra, tụ âm thanh ấy, nên là một cái sàn của nó không bị chạy. Mặc dù là đèn báo nó vẫn là ok, nhưng mà cái âm thanh, chất lượng âm thanh nó ra nó không có tốt đấy. Thì nó mất một ít âm thanh, nên là nó xảy ra dưới cái nhà này nó lại có một cái gì, một cái sàn và nấu một cái con tụ đó, con tụ âm thanh đó thì nó lại to nhỏ. Thế là tôi phát hiện ra một điều như thế, thế là cuối cùng tôi phải thay cái âm ly đó lại thành này cái âm ly mới, tức là cái nó mục cái tôi chân tụ, nên là nó làm cho chân tụ bị rớt ra luôn đấy. Quý vị xem kỹ cái video đó thì quý vị đã biết rằng là cái tầm quan trọng của quý vị vệ sinh cái âm ly nó cực kỳ quan trọng đấy. Cái âm ly thì từ bản thân nó là một cái trái tim của nhà Yến thôi, nó số tiền nó không có nhiều nhưng mà nó lại mang giá trị cực lớn, nên quý vị cũng cố gắng là quý vị chăm sóc cái nhà Yến cho tốt nhờ ra cái âm ly. Và tiếng quay tàu của ga Hàm Liêm đã bắt đầu là đi qua, thì đồng nghĩa là cái nhà Yến này thì chim bắt đầu về rộ, thì tôi sẽ quay một video để cho quý vị xem nó rộ cỡ nào. Và căn nhà này thì đầu tiên chúng tôi tưởng tượng như là công việc nó ít, nhưng hóa ra công việc nó vô cùng là nhiều trong cái nhà Yến này quý vị nhé. Nên là một số khách hàng thì cũng có điện cho chúng tôi, xong rồi nói rằng là nhà em nằm ngon lắm rồi, anh chỉ nó nỗi cái âm thanh thôi, nó nỗi âm thanh thôi, nhưng mà cuối cùng khi tôi đến tôi làm lại hết từ A đến Z luôn, nó khổ ơi là khổ, từng tí tí một. Nên là khi chúng tôi đến là làm với quý vị thì chúng tôi phải làm đồng bộ lại hết cái toàn bộ cái công việc của nhà Yến, làm sao đảm bảo công tác kỹ thuật. Mà cái nhà Yến thì kỹ thuật nhà Yến nó kỳ lắm quý vị. Những cái gì mà quý vị nhìn thấy và sờ thấy thì đa phần là phần xác thôi. Còn khi chúng tôi đến làm đấy thì nó lại phải là phần hồn, khỏi cái hồn của nó nữa. Ngoài cái sự đam mê nữa thì phải khỏi cái hồn mà chúng tôi vào cái đó thì nó mới ra hồn cái nhà Yến được quý vị nhé. Đấy, làm cái nghề gì cũng vậy thôi. Đầu tiên là kỹ năng, xong là kỹ xảo, xong là đến một cái trình độ cao hơn nữa, đó là thổi hồn vào nhà Yến. Thổi hồn là công việc thì hiệu quả này, công việc nó mới cao quý vị ạ. Chúng tôi làm được cái nghề ngày như hôm nay đó là nghề trời cho. Là cái chúng tôi đã phải bỏ ra rất là nhiều tiền bạc, thời gian để nghiên cứu. Đồng thời là cũng các anh em đồng nghiệp từ trong nước, trong ngoài, trong nước và cũng như ngoài nước, người ta cũng trang bị cho những cái kiến thức và chúng tôi phải nghiên cứu thêm và chúng tôi phát triển ra. Chúng tôi làm một cái hệ thống video như thế này cũng là đồng thời cũng là đưa ra những giải pháp để quý vị xem, quý vị tham khảo. Mọi thông tin chúng tôi trên toàn là tham khảo hết, không có một cái gì là 100%. Vì nhà Yến thì mỗi một nhà nó lại một khác, cấu trúc khác nhau, mỗi một vùng nó cấu trúc khác nhau. Rồi cái đặc điểm của chim nó cũng khác nhau về cái vùng miền nữa. Thế là nó cũng sinh ra nhiều vấn đề mà chúng tôi cần phải giải quyết. Tôi nói đơn giản như này thôi. Đối với vùng Bảo Lộc Lâm Đồng của tỉnh Lâm Đồng đấy, nếu mà thực sự chúng tôi chỉ cần làm cái nhiệt độ sao đạt được tầm 24, 26, 27 độ là nó là cực kỳ rồi. Là chim đã quá đạt rồi. Thế nhưng mà một số bác ấy thì ở Bảo Lộc Lâm Đồng thì cố gắng lại phải làm ra nhiệt độ là 26 độ đến 31 độ. Thì thực sự khi dùng các phương pháp cơ học, ví dụ như là dùng điều hòa nhiệt độ hay là dùng máy sưởi, máy ấm gì đó, đưa lên 26 đến 31 độ chim vẫn không ở. Nhưng khi chúng tôi đến thì chúng tôi đã đưa vào nhiệt độ 25 độ chim ở rất là tốt nha quý vị. Tôi nói đơn vị như vậy, đơn cử như vậy thôi. Ví dụ như ở miền Tây ấy thì độ ẩm nó cao ấy, thì chúng tôi cũng chỉ làm nhiệt độ nó khoảng tầm 25, 27, 28 độ là 9 độ là chim nó ở rồi. Đấy, vì độ ẩm nó cao. Đấy, nhiệt độ bên ngoài môi trường nó cũng ổn rồi, thế thì làm như vậy thôi. Nên là cái việc mà điều khiển khí sáng nhiệt trong nhà Yến ấy thì thường là ta phải dựa vào môi trường bên ngoài nha quý vị. Đấy, dựa trên môi trường bên ngoài để mình điều khiển khí sáng nhiệt sao cho nó phù hợp với con chim nó ăn ở cái vùng đó, nó kiếm mồi ở cái vùng đó thì nó mới đạt được cái trình độ, mới đạt được cái hiệu quả cao trong nhà Yến. Nên chúng ta thường hay để ý là cứ bắt chiếc mô hình nọ sang mô hình kia, tất cả những điều đó nó sai và nó cuối cùng là làm cái hệ thống nhà Yến các địa phương thất bại rất là nhiều. Nên chúng tôi cũng bằng một cái tâm huyết, chúng tôi làm nghề, chúng tôi đã review và quan sát tất cả những vấn đề để cho quý vị tham khảo, những ý kiến tham khảo để quý vị biết rằng là làm nhà Yến nó cuối cùng là khó, đầu tư thì tiền bạc rất là nhiều. Nhất là quý vị nào đã nỡ pha cơ đờ
đầu tư vào lại phải vay vay mượn nữa, vay mượn ngân hàng nữa thì rất là khổ. Nên là quý vị mà khi đầu tư vào nhà yến, quý vị cũng phải nghiên cứu cho thật kỹ. Thứ nhất là cái vị trí của mình, thứ hai là kỹ thuật mà quý vị đang cần phải đang cần họ, thuê họ là ai và họ như thế nào, thẩm định cho kỹ càng. Đấy, làm nhà yến Việt Nam thì hiện tại thưa quý vị là không thất bại đâu, nhưng mà do là mình không biết, mình tiết tiền, mình không thuê kỹ thuật tư vấn xây ngay từ đầu là cái phần cứng. Hai nữa là mình thuê nhầm kỹ thuật quý vị ạ. Khi mình thuê nhầm kỹ thuật thì đồng nghĩa là mình cũng là giao một khối tài sản cho ông kỹ thuật đó, cuối cùng là không hiệu quả thì quả thật là rất là buồn. Và chúng tôi là những người khắc phục những cái hậu quả cách đây là 10 năm, có những nhà 5 năm nhà yến, có nhà 7 năm, có nhà 2 năm, có nhà 1 năm. Nó rất là khổ vấn đề về tài chính các quý vị nhé. Nên chúng tôi cũng đã cố gắng làm sao đạt được những cái mong muốn là chúng tôi có một cái những cái nhà yến tôi sửa, thì tôi cũng cố gắng chúng tôi làm sao để quý vị có những tư liệu quý vị tham khảo. Đây thì quý vị đang thấy giá trị nó về rất là nhiều, thực sự ra nó về mà nó bay lượn nó rất là thoải mái, và những cái cặp nào nó bay đâu ra đó luôn đấy, trật tự đi vào nhà yến một cách rất là ok nhé. Lượng chim mới nhà này xong khi tôi làm xong nó tương đối là nhiều quý vị nhé. Đấy quý vị thấy nó bay thoải mái, bắt cặp nó dí nhau kìa. Đấy từng cặp mà nhau nhé quý vị nhé. Họ vào nó rất là trật tự, nó không có lộn xộn lung tung đâu quý vị nhé. Đấy trong cái yến thì nó cũng có cái tổ chức của nó luôn, nó cũng tổ chức cuộc sống của nó riêng, đặc tính bầy đàn. Và chúng tôi cũng phải nghiên cứu rất là nhiều cái đặc tính bầy đàn để chúng tôi mới có những cái tác phẩm để làm cho quý vị xem như thế này. Đấy. Thời lượng thì YouTube nó không cho tôi nhiều đâu, và dung lượng thì máy nó có hạn, nên tôi quay một chút xíu nữa để cho quý vị có thể là giải trí trên cái kênh sóng yến xào vòng vàng của chúng tôi. Vâng, đấy quý vị thấy không, đấy quý vị ngồi ở trên máy màn hình của quý vị không hề nghe tiếng âm thanh của chúng tôi đâu nhé. Chúng tôi dùng các cái dao thoa âm cho người yến, và tôi dùng những cái âm thanh từ trong phát ra cho người yến để có dụ con chim nó vào thôi. Đấy. Vấn đề về âm thanh thì chúng tôi cũng nhắc lại rằng là chúng tôi chuyên về những cái giải pháp cho những âm thanh trong khu vực đô thị, và hay có hiện tượng khiếu kiện nhau trong vấn đề và âm thanh trong nhà yến phát ra tiếng ồn. Còn riêng đối chúng tôi thì đối với nhà yến này quý vị sẽ không nghe tiếng âm thanh, thì tôi làm khắc phục trong vấn đề đô thị. Nó rất là ok, khu dân cư rất là ok, nên là không có vấn đề gì trong vấn đề mà chúng tôi phải băn khoăn về vấn đề nhà yến. Về giải pháp thì chúng tôi thì thực sự ra là tôi đã phải nghiên cứu rất là nhiều nhức nhối về âm thanh trong nhà yến khu dân cư, thì chúng tôi cũng đang nghiên cứu ra để làm sao làm cho những bộ âm nó giá trị rồi. Thứ hai nó không phiền hà với hàng xóm láng giềng, không ảnh hưởng đến chính quyền. Thứ hai về môi trường, chúng tôi sử dụng công nghệ vi sinh phúc PNRO, chúng tôi xử lý trong nhà yến để đạt được cái sản phẩm cuối cùng là tổ yến, là đạt chất lượng để cho quý vị sử dụng. Thì an toàn thực phẩm là vấn đề nên hơn hết, nên là cái vấn đề mà nhà yến mà tổ yến thì nó hiện nay cái nhu cầu sử dụng của con người chúng ta rất là nhiều, và đạt được cái trình độ là sao mà an toàn và thực phẩm theo quy định của nhà nước. Đấy. Nhà nước thì đã cũng khắt khe rất là nhiều trong vấn đề về luật chăn nuôi cũng như là vấn đề về nhà yến, nhưng mà sau này tôi nghĩ rằng sẽ cởi mở hơn, sẽ đón chào những cái nhà yến như nó chất lượng, những tổ yến chất lượng, và những cái giải pháp bằng khoa học kỹ thuật được nghiên cứu đầu tư bài bản để cho nhà yến phát triển. Mà giờ nó về rất là nhiều rồi, tôi đã quay cho quý vị và tâm sự quý vị đến phút thứ 14 rồi. Một lát nữa thôi nhà tôi sẽ không quay nữa, là dừng máy tại đây. Và tôi cũng thưa với quý vị rằng là yến thì càng ngày càng nhiều. Nhà yến này thì hiện nay tôi đã hoàn toàn là tung hết tất cả khả năng của tôi. Tất cả những gì tinh tế nhất, những cái gì hay nhất, cái gì tốt nhất tôi đã dành cho ông chủ và chủ ở cái nhà yến này rồi. Vì cũng là thời gian nó không ít đâu. Ông chủ và chủ cũng bỏ tiền tỷ ra để làm nhà yến này nó là 5 năm rồi quý vị nhé. Mà nó không thành công, nó cứ năn tăn riết thôi, thì tôi cũng phải cố gắng để trổ hết tài năng. Và bây giờ quý vị đã thấy là lượng yến nó về như thế này đây. Nó về rất là trật tự mà có bài bản lắm quý vị nhé.
Cũng một lần nữa tôi cũng cảm ơn tất cả các chủ nhà đã đón tiếp tôi một cách rất nồng hậu. Giờ đây khi ăn ở di chuyển tất cả mọi thứ, chúng tôi rất là cảm động với cái tình cảm của quý vị đã dành cho chúng tôi. Đối với khán giả kênh YouTube Yến Phà Rồng Vàng thì quý vị cứ việc tham khảo thôi. Tôi cũng không có vấn đề gì hết trong vấn đề về phải cạnh tranh nhau thế này thế khác. Tôi sống nó cũng là không bám chấp bất kỳ một vấn đề gì trong nghề nghiệp của tôi cũng như là về tư duy. Tôi không bám chấp bất kỳ gì hết. Đấy, tôi sẽ làm tốt những cái phần kỹ thuật của tôi và công việc của tôi. Tôi không động chạm đến bất kỳ kỹ thuật nào trong giới kỹ thuật đâu. Công việc của tôi thì tôi làm. Tôi không có chê, không có quyền chê bất kỳ ai. Và tôi cũng chỉ biết rằng là tôi báo lỗi và tôi sửa theo những nguyện vọng của chủ nhà thôi nhé. Nên là quý vị cũng đừng có suy nghĩ là ném đá tôi, tội nghiệp cho tôi quá. Đấy, trong thời gian vừa rồi những năm tôi làm nghề mới là ném đá liên tục thôi. Nhất là những cái anh mà bán mùi, mấy anh bán hoa to rồi anh nọ anh kia đưa tôi lên hết nhóm này nhóm kia bình luận này khác, nhưng tôi không quan tâm vấn đề đó nhé quý vị. Và tôi sẽ làm những cái video như này để quý vị thấy nó giá trị trong cuộc sống thôi. Thấy tuyệt vời không? Đấy. Không bằng nhà em, thấy hôm nay mới được 13 ngày số lượng thì mình thế này nhiều. Không bằng nhà em chứ, lần này nó vào thế hôm nay được 13 ngày thôi nhưng mà nó lại không 13 ngày thôi nhưng mà hôm nay ngon á. Trời ơi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị, giờ đã tối rồi, rượu ngon mồi, rượu ngon rồi, mồi ngon rồi, tôi sẽ dừng video lại đây. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị những ngày cuối tuần cực kỳ vui vẻ. Chúng tôi lại tiếp tục đến những công trình mới và mang lại niềm vui cho khách hàng của mình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào video lần sau. Xin ái chào tạm biệt.